Cụ thể vào thời điểm trên, xe tải thùng mang biển kiểm soát 88C24715 do anh Lê Tuấn Anh sinh năm 1993 trú tại tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển lưu thông hướng Nội Bài Lào Cai đã va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 24C06013 do lái xe Lê Thanh Hải sinh năm 1968 trú tại Lào Cai điều khiển và xe bán tải biển kiểm soát 29C87845 do Đặng Văn Quang sinh năm 1981 trú tại Thái Bình điều khiển. Trên xe còn có chị Vũ Thị Liên, sinh năm 1985, trú tại tỉnh Nam Định. Vụ tai nạn khiến anh Lê Tuấn Anh tử vong và chị Vũ Thị Liên bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, ba phương tiện hư hỏng nặng, trong đó ô tô tải biển kiểm soát Vĩnh Phúc gãy rời phần thùng xe chắn ngang đường. Đến thời điểm 9 giờ 30 phút đã thông được một làn xe, các phương tiện có thể di chuyển chậm, còn một làn xe vẫn bị ùn tắc khoảng 3 km.